Trường sinh thiên đại từ đại bi, tính nữ, bố mộc bố thái, cầu xin người phù hộ thập tứ gia, cho ngày ấy sớm được biến dữ thành lành, sớm ngày tỉnh lại. Nếu trường sinh thiên giúp cho tính nữ được toại nguyện, tính nữ nguyện dâng 10 năm tuổi thọ. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Linh Phù, thập tứ gia, cuối cùng ngài cũng được cứu rồi. Thập tứ gia, thập tứ gia, ngài uống thuốc đi có được không? Đây là Bích Tiên Linh Phù, ta đến núi A Lỗ Hãng hái cho ngài đó. Cha ta nói ngài uống linh phù này đều có thể cải tử hồi sinh, ngài nhất định phải uống thuốc đi. Ngài còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nhất định không được gặp chuyện đâu. Ngoan đi, uống thuốc đi. Tốt rồi, mau uống thêm chút nữa đi nào. Thập tứ gia, thập tứ gia, thập tứ gia, ngài tỉnh rồi sao? Thập tứ gia, thập tứ ca, tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa. Thập tứ ca đã tỉnh rồi. Đa tạ. Là cô đã cứu ta. Chỉ cần ngài sống, có bắt ta làm gì ta cũng chịu hết. Cô sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Thập ngũ gia, nô tỳ không sao. Đa tạ ngài quan tâm. Cô đừng nói thế. Thập tứ ca cũng đều nhờ cô tận tình chăm sóc mấy ngày nay, cho nên có chuyện gì cô cứ mở miệng đi. Thập ngũ gia, ngài đừng cười nô tỳ nữa mà. Đó là bổn phận của nô tỳ. Phải rồi, cô tên là gì? Ta tên Tô Mạc Nhi. Tô Mạc Nhi, cái tên hay quá. Nhưng cảm giác cô cứ tâm sự trùng trùng. Có chuyện gì không vui sao? Không có gì thật đâu. Ánh mắt cô đã bắn đứng trái tim của cô.
Thảo Nguyên các cô chẳng phải có một câu nói hay sao? Tất cả mọi điều không vui, chỉ cần nhìn lên trời xanh, thành tâm cầu khẩn, thì những chuyện không vui đều sẽ qua, vận may sẽ ập đến. Cô ước đi. Được. Ước đi. Nguyện trường sinh thiên phù hộ thập tứ gia sớm ngày bình phục, phù hộ ngày ấy cả đời bình an hạnh phúc. Cũng nguyện mọi chuyện phiền lòng của Tô Mạc Nhi đều có thể tan thành mây khói. Đại hãn, thần thiếp thấy ngài gần đây cứ thức đêm hoài thôi, nên đặc biệt làm canh cho ngài bồi bổ. Có lòng rồi. Thần thiếp biết đại hãn vẫn đang thương tâm vì mất tiểu A Ca. Vì giang sơn của Đại Kim, ngài phải bảo trọng thân thể. Nàng cũng biết mấy A Ca bây giờ tư chất bình bình. Vốn ra ta còn gửi gắm kỳ vọng vào tiểu A Ca này. Không nói nữa. Đại hãn, thần thiếp nghĩ người hoàn toàn không cần phải phiền não vì những chuyện này. Bây giờ đại hãn đang là lúc trẻ tuổi khỏe mạnh, có rất nhiều cơ hội mở rộng dòng dõi. Thần thiếp âu cũng có một cách. Đại hãn nên tìm thêm nữ tử trẻ trung xinh đẹp, tràn trề sức sống, giúp đại hãn kéo dài dòng dõi. Thần thiếp đã nhắm được một người cho đại hãn. Không biết đại hãn còn nhớ cô ấy hay không? Không biết đại phi đến, không thể nghênh đón từ xa. Ca ca đều là người một nhà, không cần câu nệ. Dạ. Huynh đang định tổ chức khánh điển hay sao? Mùi mùi có điều không biết. Thảo Nguyên khoa nhĩ thấm vì anh hùng đa nhĩ cổn khang phục mà tổ chức hội trại chúc mừng. Mùi mùi à, tối nay cùng đến cho vui. Thôi, ta không gặp thì hơn. Ngồi đi. Lần này ta đến là có một việc quan trọng. Các ngươi lùi xuống hết đi nào. Vâng. Muội muội à, vừa rồi muội bảo có việc quan trọng. Có phải là liên quan đến khoa nhĩ thấm ta không? Ca ca, ngày tháng yên bình của khoa nhĩ thấm e là sắp kết thúc rồi. Muội muội à, lẽ nào tháp tháp nhĩ đó lại định công đánh khoa nhĩ thấm sao? Không phải là tháp tháp nhĩ, là Đại Kim. Đại Kim. Khoa nhĩ thấm tuy thuộc Đại Kim, hàng năm tiến cống không ngớt. Nhưng bây giờ Đại Kim quốc lực cường thịnh, binh lực mạnh mẽ, thay vì ăn chút cống phẩm qua ngày,
chẳng bằng chiếm luôn một thể, trở thành địa bàn của mình. Như vậy sẽ thực tế hơn ăn cống phẩm nhiều. Muội muội à, nếu Đại Kim có ý này thật, muội phải ngăn chặn bọn chúng chứ. Ta chính là lo lắng cho tương lai của Hoa Nhĩ Thấm. Tuy ta là Đại Phi, nhưng lại vô tích sự, chỉ sinh được một cách cách. Đại Hãn lại đang độ thịnh niên, khó tránh phải lấp đầy hậu cung. Đến lúc đó, ta ngày một tàn tạ, không tranh sủng nổi, càng khó có A Ca. Ca ca, nói một câu gỡ miệng, cái ngôi vị Đại Phi này ta còn ngồi được mấy ngày đây? Cũng còn chưa biết. Muội muội à, bây giờ phải làm sao đây chứ? Vậy ca ca, lần này ta đến chính là vì muốn bàn bạc đối sách với huynh. Phải rồi, phải rồi. Muội muội băng tuyết thông minh, ta nghĩ nhất định đã có cách ứng đối rồi. Cách thì có, chỉ là không biết ca ca có đành lòng không thôi. Muội muội, vì Hoa Nhĩ Thấm, ta còn gì mà không đành lòng đây? Đành lòng chứ, ca ca đành lòng hết. Cho bố Mộc Bố Thái gả đến Đại Kim, gả cho Đại Hãn. Muội muội, chỉ xem vào ý của ca ca mà thôi. Muội muội à, đây cũng là một cách hay, nhưng muội có điều không biết. Dạo này bố Mộc Bố Thái và Thập Tứ Gia đó, hai người tình đầu ý hợp. Ta lo trái tim nó không hề đặt lên Đại Hãn. Ca ca, huynh hồ đồ quá. Bây giờ Đa Nhĩ Cổn là cái gai trong mắt của Đại Hãn, sớm muộn cũng có ngày bị Đại Hãn trừ khử thôi. Huynh cho bố Mộc Bố Thái gả cho Đa Nhĩ Cổn là muốn nó thủ quả, hay muốn nó theo Đa Nhĩ Cổn lang bạc chân trời? Hay lắm, hay, nhảy đẹp quá, đẹp quá. Tô Mạc Nhi, cô hiểu tâm tư của ta chứ? Mấy ngày nay ta cố gắng luyện vũ đạo là vì muốn thể hiện một ta rất khác trước mặt của Thập Tứ Gia, tỏa sáng thu hút. Phong cảnh ở đây có mình ta là đủ rồi. Được, đẹp quá. Cách cách à, Yoronoti chưa kịp bẩm báo với người. Khi luyện tập vũ đạo, ta không cẩn thận bị trật chân rồi, cho nên vũ đạo lát nữa chỉ có thể do mình người hoàn thành thôi. Tô Mạc Nhi, cảm ơn cô. Chỉ cần cách cách và Thập Tứ Gia có thể hạnh phúc, những chuyện khác không quan trọng. Nô tỳ xin cáo lui. Được, hay lắm. Hay. Hay lắm. Hay lắm. Nào, nhảy đi nào. Hay lắm, nhảy đẹp lắm. Hay lắm. Hay, đẹp quá. Nhảy đẹp lắm. Hay quá. Nhảy thêm nữa đi nào. Hay lắm. Thập Tứ Ca, huynh thật có diễm phúc. Huynh còn do dự gì nữa chứ? Còn không mau cởi mặt nạ của cô ấy ra, ôm mỹ nhân về nhà đi. Để... Thập Tứ Gia, dung nhan sau mặt nạ, ngài phải đuổi theo mới có thể nhìn được đó.
Thập Tứ Ca, huynh còn ngay ra đó làm gì chứ? Không mau đuổi theo đi. Đuổi theo đi nào. Đuổi theo đi. Mau đi đi. Ta bắt được cô rồi. Cô biết không? Cô thường xuất hiện trong giấc mơ của ta, giống như đêm nay vậy đó. Xinh đẹp, động lòng người, khiến cho ta say đắm. Nếu ta bắt được cô rồi, cô phải nói lời giữ lời đó. Để ta ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô. Không được cử động. Sao lại là cô? Thập Tứ Gia đang tìm cách cách sao? Thập Tứ Gia à? Sao hai người lại ở cạnh nhau? Cách cách à? Là thế này, Thập Tứ Gia đi tìm người, nhìn thấy nô tỳ nên mới hỏi thăm. Bây giờ nô tỳ nên cáo lui rồi. Đợi chút. Tô Mạc Nhi, cô là tỷ muội tốt của ta. Có một việc ta muốn cô làm chứng. Ông trời bên trên, Tô Mạc Nhi làm chứng. Đa nhị cổ mà, bố Mộc bố Thái ta quyết định sẽ gả cho ngài. Đa nhị cổ, ngài là đại anh hùng đã cứu cả Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thắm. Còn ta là nữ nhi Thảo Nguyên nhận ân trạch của Khoa Nhĩ Thắm. Ngài cứng cáp như cỏ xanh, ta dịu dàng như nước. Ta chân thành hy vọng ngài có thể lấy ta. Giống như cỏ giữ nước, nước nuôi cỏ, mãi mãi không xa rời. Xem ra Thập Tứ Gia không muốn lấy ta. Đa nhị cổn, nếu ngài không đồng ý lấy ta, vậy ta giữ lại dung nhan xinh đẹp này cũng không còn ý nghĩa gì hết. Cách cách à. Tình cảm cách cách dành cho Đa nhị cổn, sao Đa nhị cổn có thể phụ lòng được? Vừa rồi ta ngạc nhiên quá, không ngờ cách cách lại cầu hôn ta. Đây vốn là việc nam nhân nên làm. Đa nhị cổn, hổ thẹn quá. Có một người, cô ấy thường xuất hiện bên cạnh ta để bảo vệ ta. Cô ấy là tiên nữ trong giấc mơ của ta, thường cứu ta lúc ta gặp nguy. Sau đó ta từng thề với trời, ta nói ta sẽ chỉ lấy cô ấy. Cho tới khi ta tỉnh lại sau khi mà bị thương, người ta nhìn thấy là nàng.
Con và Đa Nhị Cổn. Không được. Sao các con có thể tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự được chứ? À bố, không phải đâu. Có Tô Mạn Nhi ở cạnh làm chứng cho chúng con mà. Xin người thành toàn cho chúng con đi. Sao có thể như vậy chứ? Tô Mạn Nhi chỉ là một thị nữ thôi. Cô ta làm chứng thì có ích gì đâu. Hôn sự này không tính. À bố, con biết người thương con gái. Người yên tâm đi. Dù con gái được gả tới Đại Kim cũng sẽ luôn nhớ tới người. Có cơ hội sẽ về thăm A Bố. A Bố. Con gái à, có câu này của con, vi phu thấy rất là yên tâm. Con sẽ được gả tới Đại Kim. Nhưng người con được gả cho không phải là Đa Nhị Cổn, mà là đương kim đại hãn của Đại Kim. Người đâu? Thả ta ra. Người đâu? Thả ta ra. A bố, A bố, thả con ra. Thập tứ gia, chỗ này đều là lễ vật ta chuẩn bị cho ngài và thập ngũ gia. Không phải thứ gì quý giá hết. Xin ngài nhận lấy cho. Đa tạ Bối Lạc gia. Những thứ này ta không chỉ không nhận, mà còn tặng lại sính lễ gấp bội. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt tới phủ Bối Lạc gia cầu hôn. Xin cưới bố Mộc bố Thái Cách Cách. Thập tứ gia, tuy ngài là đại ân nhân của ta và con dân Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm, nhưng mà hôn sự của ngài và tiểu nữ ta không thể đồng ý. Vì sao? Vì ta đã định hôn sự cho tiểu nữ rồi. Chuyện này... Thả ta ra. Cách Cách à, đứng lại đó. Thả ta ra. Cách Cách, ngươi cho ta vào đi. Ta là thị nữ bên cạnh của Cách Cách. Sao ngươi không cho ta vào chứ? Bối Lạc gia có lệnh, không ai được vào trong. Kẻ nào làm trái lệnh, giết. Tô Mạn Nhi, Tô Mạn Nhi là cô sao? Cách Cách à, là ta đây. Ta đang ở đây. Tô Mạn Nhi, cô đi tìm Đa Nhị Cổn. Nói với chàng, ngoài chàng ra ta sẽ không lấy ai hết. Được. Cách Cách à, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp cho người chuyển lời tới thập tứ gia. Thả ta ra. Nếu các người ép ta, ta sẽ đi chết đó. Thập tứ gia, thập ngũ gia, Tô Mạn Nhi, cô vội vàng như vậy làm gì thế? Cách Cách bị Bối Lạc gia nhốt lại rồi. Nếu người không đồng ý gả tới Đại Kim thì sẽ mãi mãi không bao giờ thả người ra. Thập tứ gia, cầu xin ngài hãy cứu Cách Cách của chúng ta đi. Tô Mạn Nhi à, chuyện này cô tìm thập tứ ca ta cũng vô ích thôi. Cô biết, lần này Cách Cách được gả cho đại hãn của Đại Kim ta. Thập tứ ca ta là thần tử của Đại Kim. Sao huynh ấy có thể cướp nữ nhân với đại hãn được chứ? Thập ngũ gia, nô tỳ chỉ là một thị nữ bé nhỏ. Ta không hiểu thế nào là đại hãn, thế nào là thần tử. Nhưng ta biết, nếu một nam nhân vì bị ngăn cản mà từ bỏ lời hứa của mình với nữ nhân mình yêu, thì sẽ hối hận cả đời. Thập tứ gia, Cách Cách bảo ta chuyển lời tới ngài, người sẽ không lấy ai ngoài ngài hết. Ngài biết tính cách của người mà. Lúc này, nếu đến ngài cũng không cứu người, vậy ta thật không dám nghĩ tới hậu quả đâu. Tô Mạn Nhi, nếu thập tứ ca ta làm trái ý của đại hãn, vậy hậu quả cũng không dám nghĩ tới. Cô ấy nói đúng. Chuyện này không phải là trò đùa. Nói được phải làm được thôi. Huống hồ đó là lời hứa với một nữ tử. Cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải thích với bố Mộc bố Thái Cách Cách. Được, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời của ngài tới cho Cách Cách. Cô lui xuống đi. Dừng, nô tỳ cáo lui. Thập tứ ca, huynh phải nghĩ kỹ đó. Lần này huynh phải đối đầu với đại hãn của thiên hạ Chí Tôn. Thập ngũ đệ, đệ không cần khuyên ta nữa đâu. Nếu bố Mộc bố Thái đã lựa chọn ta, sao ta có thể từ bỏ nàng ấy vào lúc này được chứ? Tính tình của Cách Cách cương liệt, đệ cũng biết đó.
Cho dù ta và cô ấy không có khả năng, ta cũng phải đứng trước mặt cô ấy giải thích tất cả mọi chuyện rõ ràng. Thập tứ ca, tình cảm không thể lừa người được đâu. Từ khi Huynh quyết định muốn ở bên cạnh của bố Mộc Bố Thái, đệ không hề cảm thấy chút vui vẻ nào ở Huynh hết. Dù là đệ nhìn thấy Tô Mạc Nhi cũng sẽ không tự giác mà trở nên vui vẻ. Thập tứ ca, nhưng ở trước mặt bố Mộc Bố Thái, Huynh chưa từng nở nụ cười thật sự bao giờ. Đệ có biết không, khoảng thời gian này ta trải qua mấy phen sinh tử, lần nào cũng có một tiên nữ xuất hiện ở bên cạnh ta, giải cứu ta trong lúc hoạn nạn. Ta đã âm thầm thề rằng ta nhất định phải cưới cô ấy. Lần này bị thương, sau khi ta tỉnh lại, người ta nhìn thấy là bố Mộc Bố Thái. Ta biết ngay, có lẽ chuyện này là do ông trời sắp đặt. Ta muốn cưới bố Mộc Bố Thái là để báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy. Thập ngũ gia, có phải là thập tứ gia vẫn đang tức giận không? Bối Lạc gia, ngài yên tâm đi, thập tứ ca sớm đã nghĩ thông rồi. Hơn nữa, con người của thập tứ ca trước nay luôn thâm minh đại nghĩa, sao có thể vì một phút nữ nhi tư tình mà chống đối lại đại hãn đâu. Vì thế bọn ta mới muốn nhanh chóng trở về Đại Kim. Bối Lạc gia, ngài cũng đừng để ý trong lòng. Thập ngũ gia, ngài và thập tứ gia là ân nhân của Khoa Nhĩ Thấm, chúng ta không thể quên được ân tình của ngài được. Trại tang đại biểu cho tất cả thần dân của Khoa Nhĩ Thấm tiễn hai vị rời đi, chúc hai vị đi đường bình an. Đa tạ trại tang Bối Lạc, cáo từ. Xuất phát. Không xong rồi, không xong rồi. Bên đó, có chuyện gì thế? Bên đó, cô hét cái gì thế? Chìa khóa. Đi. Cách cách à, đa nhị cổn. Ta biết ngay chàng sẽ không nỡ bỏ lại ta, sẽ nhất định đến cứu ta mà. May mà có Tô Mạc Nhi, là Tô Mạc Nhi đã nghĩ ra cách để Đa Đạt dẫn dụ mọi người, chúng ta mới có cơ hội vào cứu nàng đó. Tô Mạc Nhi, cảm ơn ngươi. Cách cách, bây giờ không phải là lúc nói cảm ơn. Bối Lạc gia sắp quay lại rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mau đi đi. Được, đi thôi. À bố, từ sau khi tiễn thập tứ gia, thập ngũ gia, sao người lại cứ như bị hồn liệt khỏi xác? Tháp tháp nhĩ đó đã biết chúng ta có Đại Kim chống lưng rồi, cho dù bọn thập tứ gia không ở đây cũng sẽ không xảy ra đại loạn gì đâu. Không phải vì chuyện này, ta cứ luôn cảm thấy hôm nay tiễn cái tên thập tứ gia kia đi cứ có cái gì đó không đúng lắm. Bối Lạc gia, Bối Lạc gia, Bối Lạc gia, Bối Lạc gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Đa nhị cổ mang theo cách cách đào hôn rồi. Không phải hắn đã về Đại Kim cùng với thập ngũ gia rồi sao? Không phải, thập tứ gia căn bản chưa từng rời đi. Hắn đánh ngất thị vệ chạy về phía biên cảnh rồi. Cái gì? Chuyện này phải làm thế nào đây? Giờ làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Lập tức triệu tập nhân mã đi bắt họ về.
Đứng lại đó, đứng yên nào. Bố Mộc, bố Thái. À bố. Bối Lạc Gia, thuộc hạ đã sắp xếp phòng khách cho thập tứ gia rồi. À bố, người đừng làm khó thập tứ gia nữa. Con còn dám mở miệng sao? À bố, lá gan của con cũng to quá rồi đó. Hôn nhân với đại hãn của Đại Kim con cũng dám bỏ trốn. Con chạy như thế sẽ khiến cho toàn bộ khoa nhĩ thấm gặp phải tao ương đó. Nhưng mà con gái không muốn chôn vùi cả cuộc đời của mình ở trong đó. Người nghĩ đến tỷ tỷ đi. Tỷ ấy cũng vì khoa nhĩ thấm nên mới phải gả đi xa. Nhưng đến bây giờ đến cả một bức thư hồi âm cũng không có. À bố, trước giờ người thương con nhất. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn con giống như tỷ tỷ sao? Bố Mộc, bố Thái, tỷ tỷ của con vì khoa nhĩ thấm mà phải gả đến sát cáp nhĩ, đến nay bạc vô âm tín. Bên cạnh A bố chỉ còn lại mỗi một đứa con gái là con thôi. Nhưng hôn ước của con với đại hãn của Đại Kim đã được định ra rồi. Chuyện này con không quyết được, ta cũng không quyết được. Con nói xem, nếu con chạy đi với Đa Nhĩ Cổn, ta tìm ai gả cho đại hãn của Đại Kim đây chứ? À bố, còn có một người thay con gả cho Đại Kim. Ai? Mau nói đi, ai? Là ai? Đa Nhĩ Cổn. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho huynh rồi. Ta chỉ hy vọng huynh và Cách Cách có thể hạnh phúc. Đa Nhĩ Cổn, chúng ta thành thân luôn đi. Ta đã không đợi được, muốn bên huynh cả đời, bạch đầu giai lão. Nàng đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta thật sự rất cảm kích nàng. Nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói cho nàng biết. Ta không thể giấu giếm nàng. Có một lần ta gặp phải nguy hiểm rồi bị thương. Những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó ta căn bản không nhớ gì hết. Chẳng qua chỉ là chuyện không nhớ thôi, có gì quan trọng đâu chứ. Nhưng trái tim ta nói với ta rằng những hồi ức này rất quan trọng đối với ta. Ta không biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, gặp được những ai. Những ký ức không hoàn chỉnh này rất không công bằng đối với nàng. Ta chỉ sợ sau này ta không sợ gì hết. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh của chàng, ta không sợ. Cho dù khoảng thời gian đó chàng có giết người phóng quả, ta cũng không để ý. Bố Mộc, bố Thái, ta chỉ không nhẫn tâm để nàng gả cho ta mà không biết gì hết. Chàng không nhẫn tâm để ta gả cho chàng mà không biết gì, hay là không nhẫn tâm dứt bỏ đi những ký ức không rõ ràng đó chứ? Những thứ đã mất đi rồi thì đừng nghĩ lại nữa. Những chuyện này đều là do ông trời sắp đặt. Đa Nhĩ Cổn mà, ngày mai chúng ta thành hôn luôn đi, được không? Thập tứ gia, trước khi ly biệt ta có thứ muốn đưa cho người. Người cầm lấy cái này đi. Đây là
Đây là nỏ bắn nhỏ. Cũng nhờ người chăm sóc tốt cho Cách Cách. Từ khi Huynh quyết định muốn ở bên cạnh bố Mộc bố Thái, đệ chưa từng cảm nhận được chút vui vẻ nào ở trên người của Huynh. Đến cả đệ khi nhìn thấy Tô Mạc Nhi cũng sẽ không tự chủ được mà cảm thấy vui vẻ. Tô Mạc Nhi, tại sao ta cứ có cảm giác hình như đã gặp cô ở đâu đó rồi? Đa nhị cổn à, nắm chặt lấy ta. Đa nhị cổn, không, đa nhị cổn, hãy thay ta tiếp tục sống thật tốt. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Dán mắt vào Tô Mạc Nhi, đừng để cô ta chạy giữa đường. Dạ. Khổ thương cho Tô Mạc Nhi. Đa nhị cổn, sao giờ chàng mới về? Sắp quá giờ lành rồi đó. Mau chuẩn bị thành thân đi. Sao vậy? Xin lỗi, ta không thể thành thân với cô được. Tại sao? Ta nhớ ra rồi. Là ý gì đây? Trước đó ta đã từng bảo với cô ta bị mất một đoạn ký ức. Hôm nay ta nhớ ra rồi. Nhớ ra hết rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, và cả người đó. Chàng đã nhớ ra Tô Mạc Nhi.
Sao cô lại biết là Tô Mạc Nhi? Rốt cuộc là sao? Cô nói cho ta nghe đi. Phải, từ đầu ta đã biết những chuyện giữa chàng và Tô Mạc Nhi. Nhưng vì ta thật sự quá yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng tới độ không thể chia sẻ tình yêu của chàng với bất cứ ai, nên đã thỉnh cầu Tô Mạc Nhi rút lui. Cô ấy đã đồng ý. Cô ấy đã quyết định vĩnh viễn giữ bí mật này với chàng. Chàng đi đâu? Chàng định đi tìm Tô Mạc Nhi. Không sai. Chàng và Tô Mạc Nhi trải qua bao nhiêu chuyện, nhất thời khó lòng buông bỏ. Ta hiểu. Nhưng cũng xin chàng hiểu cho ta. Ta thật sự rất là yêu chàng. Thậm chí ta tự thấy còn yêu chàng hơn Tô Mạc Nhi. Tuy chàng thân là Bối Lạc Gia Đại Kim Tôn Quý, nạp một trắc bút tấn tỳ thiếp không đáng gì hết, nhưng ta đã nói rồi, ta không thể chia sẻ tình yêu của chàng với bất cứ ai hết. Dù là Tô Mạc Nhi cũng không được. Xin lỗi Cách Cách. Trong sinh mệnh của đa nhị cổn này, chỉ có một người ta yêu, đó chính là Tô Mạc Nhi. Ngạch Cát, cha, ca ca, dù Tô Mạc Nhi có đến đâu, Hoa Nhĩ Thấm cũng vĩnh viễn là nhà của con. Mong cha mẹ hãy phù hộ cho con, để con tiếp tục thay hai người mà sống tiếp. Tiếp tục sống. Sao gió to vậy chứ? Cẩn thận đó. Sao gió to thế? Mau, mau lên, bám lấy. Cái gì? Tô Mạc Nhi chỉ là một tỳ nữ thân phận thấp hèn, mà chàng lại muốn từ bỏ Cách Cách Khoa Nhĩ Thấm Tôn Quý là ta. Xin lỗi Cách Cách. Đa nhị cổn đời này đã phụ người, nhưng ta hứa vĩnh viễn bảo vệ cho Khoa Nhĩ Thấm, để báo đáp tình sâu nghĩa nặng của Cách Cách. Đa nhị cổn, ta không cho chàng đi đâu. Cách Cách à, người hà tất phải khổ như thế? Đa nhị cổn, ta hết mực si tình với chàng, lại đổi lại một câu hà tất phải khổ của chàng sao? Tô Mạc Nhi và chàng đồng sinh cộng tử, vậy còn ta? Ta vì chàng từ bỏ gia tộc, cho nên sự hy sinh của ta dành cho chàng so với sự hy sinh của Tô Mạc Nhi chỉ có nhiều hơn. Tô Mạc Nhi từng cứu ta, xuất phát từ lòng cảm kích ta nhận cô ấy làm tỷ muội, nhưng cô ấy chung quy cũng chỉ là tỳ nữ của ta thôi. Về tình về lý, cô ta cũng không có tư cách tranh đoạt tình yêu của chàng. So với cô ta, ta có quyền có được chàng hơn. Cách Cách, dù người không quan tâm Tô Mạc Nhi, không hiểu tình yêu giữa ta và nàng ấy, nhưng đa nhị cổn ta đã từng thề, thì nhất định nói được làm được, quyết không nuốt lời. Muộn rồi, Tô Mạc Nhi đã gả đến Đại Kim rồi. Thank you.
Mau dậy đi, không sao đó chứ, không sao. Mau dậy đi. Cách cách đâu? Cách cách sao rồi? Mau qua xem cách cách đi. Cách cách à? Cách cách người ở đâu? Sao thế? Cách cách à? Cách cách à? Tô Mạn Nhi mất tích rồi, liệu có thừa cơ bỏ trốn không? Nếu mà để mất thật, chúng ta làm sao ăn nói với bối Lạc gia? Phải làm sao đây? Cách cách à? Tướng quân à? Tướng quân, cách cách đã mất tích rồi. Còn không mau đi tìm đi. Mau đi tìm cách cách đi. Ta biết rồi, tìm cách cách đi nào. Mọi người đi tìm cách cách đi. Mau đi tìm cách cách đi. Cách cách à? Hô quà tỷ tỷ. Mọi người ở đâu? Có ai không? Có ai không? Mạn Nhi, xin lỗi, ta đến muộn rồi, để nàng chịu khổ rồi. Thập tứ gia, sao lại là ngài chứ? Vì ta đã nhớ ra hết rồi. Sắc Lạc Mạc, huynh đệ của ta, Tô Mạc Nhi, kể từ lần trước ta ngã xuống vực, không hiểu làm sao lại quên hết tất cả mọi chuyện hai ta từng trải qua. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ta đã nhớ ra hết rồi. Ta đã nhớ ra tất cả mọi chuyện chúng ta từng trải qua. Nàng nói xem, trái tim ta còn có thể chứa người khác hay sao? Nàng giận rồi sao? Chàng biết cách cách hết mực si tình với chàng. Hai người trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đến được với nhau. Tô Mạc Nhi mừng thay cho hai người. Còn ta bây giờ thay cách cách gả đến Đại Kim, là bổn phận của một nô tỳ. Ta vì Khoa Nhĩ Thấm, vì cách cách, vậy cũng không uổng cách cách bất chấp tôn ti đối xử với ta như tỉ muội. Nhưng nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta, nghĩ đến tình nghĩa dĩ vãng của chúng ta không? Hai ta trải qua biết bao khổ nạn, từng đó gian nan. Chúng ta có lời thề sinh tử, nàng có thể buông? Ta cho nàng biết, Đa Nhĩ Cổn ta không buông được đâu. Nàng biết không, lúc ta lấy lại ký ức đã sợ hãi chừng nào. Ta sợ, ta chỉ còn thiếu một chút, chỉ một chút đó, đã để mất nàng rồi. Ta sợ, ta để mất cả lời thề non hẹn biển của chúng ta. Ta
Cách cách à, ta chính là thích đa nhị cổn. Tuy cô quen biết chàng trước, nhưng bây giờ ta thực sự không thể không có chàng được. Thập tứ gia, ngài hãy quên ta đi. Ngài hãy coi ta là một vị khách qua đường trong sinh mệnh của ngài. Tô Mạc Nhi, nàng làm sao vậy? Tô Mạc Nhi quả đoán, dũng cảm, dám làm dám chịu của trước kia đâu rồi? Ngài hãy coi như cô ấy chết rồi được không? Ngài hãy coi như Tô Mạc Nhi đó đã chết rồi đi. Tô Mạc Nhi, nàng là người ta không thể bỏ lỡ. Nàng là người duy nhất trong sinh mệnh của ta. Trường sinh thiên đã đánh thức ký ức của ta, cho chúng ta được trùng phùng. Ta không thể để mất nàng nữa. Nhưng ta không cần biết nàng là ai, không cần biết thân phận của nàng là gì hết. Nàng và ta, Tô Mạc Nhi và Đa Nhĩ Cổn, có thề nguyện sinh tử. Ta sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho nàng. Trái tim Đa Nhĩ Cổn ta chỉ có một mình nàng thôi. Thập tứ gia, vốn ta tưởng có thể đưa nàng về Đại Kim, quang minh chính đại, cưới nàng vào phủ. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ta sợ lại xảy ra biến cố, cho nên ta phải lập tức cưới nàng về. Chỉ là trên thảo nguyên rộng lớn, quá đơn sơ, không có một quan khách nào hết. Tô Mạc Nhi, nàng chịu thiệt thôi rồi. Không thiệt thòi chút nào đâu. Hôn lễ của chúng ta có trời đất làm chứng, có ông trời bảo vệ, vậy là đủ rồi. Chỉ là ta thấy hơi đáng tiếc, ngạch cát và cha ta không thể tận mắt mà nhìn thấy được. Nhìn Tô Mạc Nhi xuất giá, ta cũng không thể mặc lên giá y do ngạch cát tự tay làm cho ta. Đừng buồn, đợi đã. Đẹp quá. Chàng làm sao? Sao vậy? Đa nhị cổ mà, ta thấy rất là hạnh phúc, nhưng lại thấy hạnh phúc này rất là không chân thực. Có phải nàng lo ta sẽ giống như là lần trước đó, quên nàng hay là không đây? Ta chưa từng thật sự nghĩ tới tương lai của chúng ta. Chàng là Bối Lạc Gia, ta chỉ là một thị nữ nhỏ bé. Chúng ta không môn đăng hộ đối. Hai chúng ta ở bên nhau sẽ bị nhiều người dị nghị và nghi ngờ, có thể sẽ đem tới nhiều rắc rối hơn cho chàng. Nếu sau này chúng ta ở bên nhau, có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Tô Mạc Nhi, từ sau khi ta yêu nàng, ta đã chuẩn bị tâm lý về tương lai. Ta biết tương lai sẽ không dễ dàng gì hết. Nhưng mà nếu không có nàng, nếu không có Tô Mạc Nhi bên cạnh, ta tin ta sẽ không còn muốn đi tiếp nữa.
Nàng có muốn biết ta yêu nàng từ bao giờ không? Lại gần đây, ta sẽ nói cho nàng nghe. Ta yêu nàng. Đa nhị cổn. Hoa nhị thấm xảy ra chuyện rồi. Tháp tháp nhị lại quay lại rồi. Đang ở thôn bên cạnh. Ngài mau nghĩ cách đi. Mau chạy đi. Mau đi. Mau chạy đi nào. Khách khách à, người phải cẩn thận đó. Cứu giới. Mau đi đi. Sao ngươi vẫn còn ở khoa nhĩ thấm chứ? Để đề phòng ngươi, ta đặc biệt giết hồi mã cương. Diện quân của Đại Kim ta đã bao vây các ngươi rồi. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Đừng làm bừa. Rút mau. Mau rút lui. Mau lên. Bên này. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Cứu giới. Thả ta ra. Cách cách. Cách cách à. Cách cách. Tô Mạn Nhi, ta đã trả hết nợ cho cô rồi đó. Cách cách à. Người phải cố gắng cầm cự. Cách cách. Cách cách à. Cách cách. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cách cách à, người tỉnh rồi sao? Cách cách, người đừng cử động. Vết thương của người sẽ rất là đau. Các người lùi xuống đi. Lùi xuống đi nào. Mau lùi xuống đi. Cách cách à. Có chuyện gì? Đợi vết thương của người khỏi rồi nói được không? Có những lời không thể đợi được. Cách cách à. Người nói đi. Tô Mạn Nhi, ta bị thương vì cô, chảy máu vì cô. Tuy chúng ta là hai giai cấp khác biệt, nhưng ta cầu xin cô, xin cô trả đa nhị cổn cho ta được không? Cách cách à. Thật ra ta chưa từng muốn tranh với người. Ta đã nghĩ kỹ rồi.
sẽ chôn chặt tình cảm với thập tứ gia. Ta thật sự đã từng thử rồi. Nhưng mà khi thập tứ gia nói với ta, nhắc tới những câu chuyện trước đây và tình nghĩa giữa chúng ta, ta thật sự không làm được. Cách cách à, ta thật sự không làm được. Tô Mạn Nhi, vốn chúng ta đã hứa với nhau rồi. Nếu không phải vì cô, hai chúng ta đã thành thân từ lâu rồi. Ta biết. Xin lỗi cách cách, đều do ta không tốt. Ta kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của người cách cách. Người đừng ngồi dậy, người nghe ta nói đi cách cách. Người đừng ngồi dậy mà. Tô Mạn Nhi, cách cách, bây giờ cô có hai sự lựa chọn: hoặc là rời khỏi đây, rời xa Đa Nhị Cổn, hoặc là tiếp tục ở bên Đa Nhị Cổn, nhìn ta chết trước mặt hai người. Cách cách, người dày dò bản thân như thế là đang dày dò ta đó. Cô phải lựa chọn. Cách cách, ta đồng ý với người. Ta đồng ý với người mà. Cô đồng ý với ta rồi sao? Ta đồng ý với người. Người mau nằm xuống đi. Ta không tin. Ta muốn cô thề với trời. Ta thề với trời, kiếp này ta sẽ không ở bên Đa Nhị Cổn. Đây là thập tứ gia, ngài cũng nhìn thấy rồi đó. Tiểu nữ bị thương như thế, thật sự không có diễm phúc hầu hạ đại hãn. Xin thập tứ gia chuyển bức thư này cho đại hãn giải thích giúp cho chúng ta. Không phải là Khoa Nhĩ Thấm cố ý làm hỏng việc của đại hãn, mà là sự việc xảy ra đột ngột quá. Xin đại hãn hủy bỏ hôn ước. Bối Lạc gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay giao bức thư này cho đại hãn, dốc sức giải thích rõ ràng với đại hãn, tuyệt đối không để chuyện này ảnh hưởng tới quan hệ của Đại Kim ta và Khoa Nhĩ Thấm. Thập tứ gia, tiền đồ và vận mệnh của Khoa Nhĩ Thấm giao toàn bộ cho ngài. Bối Lạc gia, gần đây xảy ra không ít chuyện, sóng gió đều do ta mà ra. Có thể làm vài việc nhỏ cho Khoa Nhĩ Thấm cũng coi như là ta dốc sức mình vì Khoa Nhĩ Thấm. Cách cách à, người uống thêm một ngụm nữa đi. Uống thêm nữa đi mà. Cách cách à, Đa Nhị Cổn, thập tứ gia, ngươi lùi xuống trước đi. Dâng. Mau qua đây ngồi đi. Cách cách à, cô đã khỏe hơn chưa? Cuối cùng ngài cũng tới thăm ta rồi. Ta tới từ biệt cách cách. Ngài đi nhanh vậy sao? Ta được trại tang Bối Lạc nhờ về Đại Kim giải thích mọi việc với đại hãn, hy vọng có thể xóa bỏ hôn ước của hai người. Quá ra là vì ta nên ngài mới phải đi sao? Ta biết trong lòng ngài có ta mà. Ngài cũng không muốn thấy ta gả cho đại hãn. Cách cách à, ta biết cô bị thương nặng chưa hồi phục,
Vào lúc này ta không nên nói chuyện này với cô. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Có những việc ta phải giải thích rõ ràng với Cách Cách. Xin lỗi Cách Cách, những chuyện này đều tại ta. Trước đây ta mất đi ký ức, đã nhầm lẫn hết tất cả mọi việc. Tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Đa nhị cổn ta đã làm tổn thương Cách Cách. Không không không, ta không để ý đến những tổn thương đó. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Không đâu Cách Cách, giữa chúng ta là không có khả năng đâu. Bởi vì ta luôn coi người thành người khác. Ý của chàng là người chàng yêu không phải là ta, mà là người khác. Đúng vậy, người ta yêu không phải là Cách Cách, mà là Tô Mạn Nhi. Nhưng Tô Mạn Nhi đã đồng ý với ta là sẽ rời xa chàng. Cô ấy đã thề với trời rồi, cho dù chàng không đồng ý, cô ấy cũng sẽ rời đi. Cô nói cái gì? Tô Mạn Nhi phải rời đi. Không đâu, cho dù nàng ấy có đồng ý với cô là sẽ rời xa ta, nhưng ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để tìm nàng ấy về. Cách Cách, cô sẽ không hiểu được tình cảm giữa ta và nàng ấy đâu. Cho dù không có Tô Mạn Nhi, chàng cũng không lựa chọn ta sao? Xin lỗi Cách Cách, trong lòng của ta toàn bộ đều là nàng ấy, không thể chứa thêm ai khác nữa. Cách Cách à, ta nói những lời này không phải là để đả kích cô, mà là không muốn nhìn thấy Cách Cách lãng phí tình cảm và thanh xuân của mình trong vô vọng. Cách Cách, cô là cô gái tốt. Ta tin rằng sau này cô nhất định sẽ tìm được một người nam nhân tốt hơn ta. Hắn sẽ thật lòng yêu cô, sẽ trân trọng cô hơn. Cách Cách yên tâm đi, khi ta trở về Đại Kim nhất định sẽ thuyết phục Đại Hãn để huynh ấy hủy bỏ hôn ước. Đây cũng là sự đền bù của ta cho Cách Cách. Cách Cách à, hãy bảo trọng. Người đứng lại cho ta. Tại sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong cuộc sống của ta, làm tổn thương ta nhiều như thế? Nếu chàng không xuất hiện thì ta sẽ không yêu chàng. Ta không yêu chàng, ta cũng không phải gánh chịu nhiều đau khổ như thế. Ta và Tô Mạn Nhi cũng vẫn là tỷ muội tốt. Đa nhị cổn, chàng nhớ kỹ cho ta, bất kể chàng có yêu ta hay không, ta cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận khi yêu chàng. Bất kể là bây giờ hay là tương lai, đời này kiếp này, ta chỉ yêu chàng thôi. Xin lỗi Cách Cách, đừng nói xin lỗi. Ta yêu chàng không phải là lỗi của chàng. Sao huynh có thể nói với Cách Cách như thế? Bây giờ sức khỏe của người vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn còn yếu đuối. Nghe được như thế, người có thể chịu đựng được không? Chẳng lẽ nàng muốn gì cô ấy mà dứt bỏ ta? Ta... Tô Mạn Nhi, nàng yên tâm đi. Nếu ta đã nói rõ ràng với Cách Cách rồi, thì nàng đừng lo nữa. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa ta muốn nói với nàng. Ta sắp phải về Đại Kim rồi.
Ta được trại tang bó lạc nhờ giả, phải giao thư trần tình của đại hãn, hy vọng có thể hủy bỏ hôn ước. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thuyết phục đại hãn, giải trừ đi sự hiểu lầm giữa Khoa Nhĩ Thấm, tuyệt đối không để vì chuyện này mà đẩy Khoa Nhĩ Thấm vào nguy hiểm đâu. Ta làm như thế cũng coi như là bồi thường với cô ấy và với Khoa Nhĩ Thấm. Đa nhị cổ mà, chàng thật sự phải đi sao? Tô Mạc Nhi à, nàng phải đợi ta đó. Ta sẽ trở lại rất nhanh thôi. Nàng nhất định phải đợi ta. Đứng lại. Cô đang cầm thứ gì thế? Đây là cỏ linh chi, là một loại dược phẩm rất là trân quý, ta mang đến cho trưởng công chúa. Giao cho ta đi. Không được đâu, nếu cho cô thì ta bàn giao nhiệm vụ kiểu gì đây? Cô không biết bây giờ người đại hãn sủng ái nhất là ai sao? Hơn nữa sức khỏe của đại phúc tấn không tốt, đại hãn có lệnh tất cả những dược phẩm bổ dưỡng trong phủ này đều phải đưa cho chủ tử nhà ta. Đưa cho ta. Cô trưởng công chúa bảo người đi lấy cỏ linh chi, đi lấy lâu như vậy mới về là sao? Người cố ý muốn để cho bản công chúa khó chịu, còn đi tay không về. Cỏ linh chi của ta đâu? Trưởng công chúa bớt giận, vốn dĩ nô tỳ đang cầm về, nhưng không ngờ giữa đường gặp phải Nặc Mẫn. Cô ta cứ nói đại hãn có lệnh tất cả dược phẩm bổ dưỡng đều phải đưa qua cho đại phúc tấn, nên đã cướp lấy cỏ linh chi mang đi rồi. Thế giật đến thị nữ cũng không làm được, ta cần ngươi có tác dụng gì chứ? Trưởng công chúa Hải Lan Châu. Trưởng công chúa, người đang làm gì thế? Người dọa đến đại phúc tấn của bọn ta rồi kìa. Cô, ngươi là cái thá gì mà dám cua tay múa chân với bản công chúa? Cút đi. Cô muốn làm gì đây? Bớt giả vờ yếu ớt trước mặt của ta đi. Cô cũng chỉ lừa được phụ hãn của ta thôi. Ở trước mặt ta vô dụng thôi. Ta thấy cô quên quan đủ rồi đó, còn dám cướp đồ của bản công chúa ta. Ta cướp đồ của cô lúc nào chứ? Đó là cỏ linh chi của ta đó. Ta không biết đó là của cô, ta tưởng là đại hãn ban cho ta. Còn lôi đại hãn ra chèn ép ta sao? Dừng tay. Nàng không bị thương đó chứ? Con đang làm gì thế? Phụ hãn, nữ nhân này cướp đi cỏ linh chi người tặng cho con. Ai cho phép con gọi nàng ấy như thế? Hải Lan Châu là đại phúc tấn của phụ hãn. Phụ hãn, trước đây người sủng ái con nhất, bây giờ người lại đứng về phía cô ta. Kỳ Mộc Cách, không phải chỉ là một cây linh chi thôi sao? Phụ hãn sai người đi tìm thêm một cây nữa không phải được rồi sao? Đừng gây chuyện nữa. Điều do thiếp không tốt là thiếp đã dùng nhầm cỏ linh chi của trưởng công chúa. Trưởng công chúa, ta đi sai hạ nhân nấu thêm bát khác cho cô được không? Cô còn giả chờ, con làm gì thế? Đại hãn, người đánh con. Từ nhỏ đến lớn, đến một câu nặng lời người cũng chưa từng nói với con. Bây giờ lại vì nữ nhân này mà người đánh con sao? Con quá hỗn xược rồi đó. Ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, không cho phép con đến căn phòng này nửa bước. Nếu còn để phụ hãn nhìn thấy con bắt nạt Hải Lan Châu nữa, ta tuyệt đối không tha cho con. Không sao rồi.
gặp qua Đại Phúc Tấn. Nạc Mẫn à, nhìn thấy trưởng công chúa còn không mau hành lễ đi. Đại Phúc Tấn, nô tỳ vẫn luôn đỡ người đi nên không làm được. Không cần đa lễ đâu. Trưởng công chúa, hôm đó mai mà ta lấy đi cây linh chi đó, nhìn nè, sau khi dùng nó, Đại Phúc Tấn nhà của ta sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Nghe cho rõ đây, sau này nếu có thứ gì tốt thì hãy đưa đến chỗ của Đại Phúc Tấn trước. Chỉ cần sức khỏe của Đại Phúc Tấn tốt, làm gì cũng là đáng giá hết. Dân Đại Phúc Tấn, người phải giữ gìn sức khỏe tốt đó, để còn sớm sinh hạ con trai cho phụ hãn của ta. Trưởng công chúa yên tâm, Đại Phúc Tấn nhà ta được đại hãn ân sủng nhiều nhất, chưa biết chừng rất nhanh sẽ có tiểu dương tử thôi. Nạc Mẫn, người nói nhiều quá rồi đó, mong trưởng công chúa lượng thứ. Cảm ơn sự quan tâm của trưởng công chúa, ta về trước đây. Trưởng công chúa, người nhìn dáng vẻ kiêu căng của Nạc Mẫn kìa, không hề để người vào trong mắt chút nào hết. Cứ để cho chúng cười đi, dù sao chúng cũng không cười được bao lâu đâu. Đại Phúc Tấn, trưởng công chúa có được một cây nhân sâm ngàn năm, phân phó phòng bếp nấu canh cho đại hãn, đặc biệt hiến một bát cho Đại Phúc Tấn bồi bổ thân thể. Trưởng công chúa vất vả rồi, chuyển lời cảm ơn của ta cho trưởng công chúa. Dân ngươi lui xuống trước đi. Đại Phúc Tấn à, nhân sâm ngàn năm này là vật bổ dưỡng hiếm thấy đó. Nào, người mau uống đi, phải dưỡng thân mình cho tốt, để sau này còn sinh tiểu dương tử. Bây giờ người là Đại Phúc Tấn, lại được đại hãn sủng ái nhất, đến cả trưởng công chúa cũng phải nhìn sắc mặt của người làm việc. Bây giờ người đúng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Thế thì có gì mà hâm mộ đâu chứ. Nạc Mẫn à, sau này ngươi... Phúc Tấn à, người sao thế? Người đâu? Mau đến đây, Truyền Đại Phu, người đâu? Đại hãn, Đại Phúc Tấn như thế này là bị người khác làm hại đó. Ngài phải làm chủ cho Đại Phúc Tấn. Cái gì? Kẻ nào mà to gan như thế? Là trưởng công chúa. Sau khi Đại Phúc Tấn dùng đồ của trưởng công chúa mang đến thì thành ra như thế này luôn. Thật sự có chuyện này sao? Kỳ Mộc Cách, đúng là bị ta chiều hư rồi. Lần này bản hãn nhất định phải dạy dỗ nó thật nghiêm.